góc cảnh báo, tâm sự chị em phụ nữ. Các anh muốn coi cũng được, không sao hết. Coi xong về lấy kinh nghiệm chỉ cho vợ mình hay là bạn gái mình cũng được nha. Mọi người ơi, nhớ là trong thời kỳ mà mang thai ấy, khi mà mình mang thai thì mình phải tuyệt đối vệ sinh cô bé thiệt là kỹ. Mọi người biết tại sao không? Ngoài việc đó là cái cảm giác nếu mà mình vệ sinh không kỹ là mình sẽ khó chịu nè, mình bị thiếu tự tin nè, mình bị nhiễm, mình bị viêm nấm thì còn ảnh hưởng cực kỳ không tốt đến thai nhi của chúng ta nữa. Thành ra là ui, mọi người cũng biết nỗi khổ của chị em chúng mình rồi đó. Cả nhà ơi, nhưng mà bây giờ cả nhà đừng có lo về vấn đề đó nha. Bởi vì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một bộ sản phẩm của Dr. Dushi đến từ Đài Loan. Ta-da! Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu cho mọi người đây là em gel xe khích là làm hồng cô bé. Tại sao mà Quỳnh lại giới thiệu em này? Thứ nhất là Quỳnh đã sử dụng qua rồi và Quỳnh thấy rất hiệu quả. Thứ hai là Quỳnh biết đó là sau khi chị em mình trải qua một quá trình sinh nở thì rất là tự ti về vấn đề đó, đúng không nè? Rồi, thì Quỳnh sẽ giới thiệu luôn. Đây là cái chất gel của nó nha. Đây là chất gel trong suốt. Và trong này á, có chiết xuất từ vitamin B nè, vitamin A và vitamin O. Mọi người ơi, được biết là bộ sản phẩm này á được sản xuất tại Đài Loan và cực kỳ uy tín. Đây là thương hiệu lớn tại Đài Loan luôn đó nha mọi người. Và khi mà Quỳnh sử dụng, biết được hai sản phẩm này sử dụng, thấy thích quá rồi. Thành ra là tìm hiểu rất là nhiều. Và được biết là những cái thành phần làm ra bộ sản phẩm này đều là thành phần từ thiên nhiên và cực kỳ an toàn, đặc biệt là an toàn 100% với những người phụ nữ đang mang thai luôn ấy mọi người. Quỳnh cũng có tìm hiểu thêm rất là kỹ về hãng Dr. Dushi này, là không biết là còn sản phẩm nào có thể giúp chị em phụ nữ của chúng ta tự tin cũng như là dễ chịu hơn mỗi ngày hay không. Thì Quỳnh phát hiện ra em xịt kháng khuẩn thần thánh này. Đây là loại xịt kháng khuẩn mà Quỳnh cũng đã tìm hiểu và đắn đo rất là kỹ rồi. Tại vì Quỳnh được biết á, trên thị trường á, có rất là nhiều cái loại nước hoa cho vùng kính đúng không nè. Nhưng mà Quỳnh tìm hiểu thôi chứ Quỳnh không có mua. Tại vì Quỳnh thấy nó hơi tại vì nước hoa mà dành cho vùng kính thì vùng kính mình đã nhạy cảm rồi, mà sử dụng nước hoa thì nó sẽ kiểu bị khó ở mọi người. Thành ra là Quỳnh không có mua xài. Và khi mà tìm hiểu em xịt thần thánh này mà Quỳnh quyết định mua luôn. Tại vì thứ nhất là nó có mùi hương rất là dễ chịu nè. Thứ hai là nó an toàn tuyệt đối cho vùng kính của mình luôn. Và thứ ba là sau khi sử dụng hai em này thì tự nhiên mình có lòng tin với sản phẩm này. Đó, vậy thôi. Mọi người ơi, sản phẩm này á đặc biệt hữu dụng khi mà vào mùa dâu nha mọi người. Mọi người có thể xịt trực tiếp lên băng vệ sinh luôn. Tại vì mọi người biết á, là mùa dâu đi qua thì mang theo bao nhiêu nỗi đau mà, đúng không mọi người? Mọi người ơi, mọi người nhớ sử dụng sản phẩm này sau khi đã dùng dung dịch vệ sinh nha. À, nhắc tới dung dịch vệ sinh thì mới nhớ. Đây, để Quỳnh giới thiệu cho mọi người một cái loại dung dịch vệ sinh cực kỳ đặc biệt, có tên là sữa tắm kháng khuẩn cho cô bé. Mọi người biết tại sao không? Tại vì á, cái thời mà Quỳnh mang thai ấy, thì Quỳnh rất là bị nhạy cảm với nhiều thứ. Và như mọi người cũng biết mà mang thai thì phụ nữ của chúng ta rất là khó ở trong nhiều điều. Và khi mà về vấn đề mà vệ sinh cô bé cũng vậy, Quỳnh mua rất là nhiều loại dung dịch vệ sinh khác nhau luôn. Nhưng mà thử có xài được có một lần rồi thôi à. Tại vì á, loại nào xài vô cũng bị rát, bị khó chịu, bị đau hết trơn á. Thành ra là khi mà sử dụng rất là khó chịu. Và Quỳnh tìm hiểu rất là nhiều loại đến khi tìm ra em này. Trời ta nói hả, lúc đầu nghe cái tên sữa tắm kháng khuẩn rồi mình nghe nó kiểu sao mà nó nghe nó hơi nhạy cảm, hơi ghê đúng không? Nhưng mà trời ơi, đến khi mà xài vô rồi nó êm ru mọi người ơi. Nó vừa êm mà nó vừa có cái cảm giác the mát nữa, rất là dễ chịu, nhất là vào những mùa dâu ấy mọi người. Ta nói là giống như là cool mà vừa fresh với mọi người. Đó, đây là chân lý của mình. Mọi người ơi, em sữa tắm kháng khuẩn này khi chúng ta sử dụng sẽ có cảm giác dễ chịu nè và the mát. Ngoài những cái vấn đề đó thì còn thêm một việc nữa là độ pH rất là phù hợp cho vùng kính của chúng mình. Tại vì sao? Khi mà có độ pH phù hợp thì sẽ giảm tối đa các vi khuẩn xâm nhập vào. À, còn một điều đặc biệt nữa nha, là sử dụng không hề bị khô rát một tí nào luôn ấy. Gì chứ, ai mà có cô bé khó ở như Quỳnh thì hãy ấn vào link mua hàng ở trên nha. Tại vì thương hiệu Dr. Dushi là thương hiệu cực kỳ có tiếng ở Đài Loan luôn. Cho nên là dì chú chăm sóc sức khỏe là đừng có chần chừ nha chị em ơi. Nhớ nha, bye bye mọi người. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính,
thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.